Nhiều bài báo lên không biết. Quay là phải quay thế này, từ trong phòng ra cái ngoài trời đấy. Người ta mới biết là mình đang ở trong phòng, mình quay chim cò đang đậu. Đấy. Dưới này phố mà bày cò thế này. Mình phải đăng lên là cò về cơ quan tôi. Không nên gái bẻ nhiều bái bẻ, nếu không nên gái là nhiều bái cứ nó quay cả luôn mình. Chú có dẫn bản vé 10.000 cái này mà chú kiến quậy, kiến quậy một vụ đúng không? Mà sao nó cứ đảo đảo mà kỳ ha? Nó xuống nó đậu. Rồi bắt đầu nó tua lên nó đi. Vào nè, trô vào nè. Này nè, ui nó bay thành âm thanh, nó mù luôn mà. Lên cho lâu luôn nha, mà anh nha. Ồ, hôm nay giống hôm nay nhiều nhất đúng không bác Luật? Hôm nay là nhiều nhất đúng không? Hôm nay là như nó về đàn nó về đủ mà tập trung hơn mấy khi đúng không? Ủa, nó không chịu đậu xuống đây, mình quay cái cảnh nó đậu nha. Không, cái lúc nãy là nó đậu mấy cây gần này mình thấy. Rồi, nhiều con đậu rồi nè. Nó đậu nè. Để thôi. Không. Cây mặt cái con này hết rồi đấy. Cây này nằm còn nó lại với cà phê đấy.